một khi chúng ta đã phạm tội, đã sa ngã như Ca-in đó, thì Ca-in trở nên gì? Sợ. Và cái sợ đó nó di truyền, di căn cho tới thế hệ chúng ta hôm nay. Ai không sợ xin cho biết, trong cuộc đời mình chưa hề sợ. Hay là một ngày sống mà không bao giờ biết sợ. Không sợ nhiều thì cũng sợ ít. Cái sợ hãi nó làm ta lo âu nhiều chuyện lắm, và chính nó làm cho ta stress. Và chính vì thế nhiều người đã tìm đến tôn giáo nương ẩn. Kính thưa anh chị em, Ca-in đã sợ. Ông sợ bị giết. Ông giết em mình tới khi ông sợ bị giết. Bởi vì chính Ca-in đã bị sự chết ghi dấu trên con người của mình, trên ông sợ. Ông sợ mình chính phiên mình bị loại trừ. Như vậy cuối cùng chúng ta thấy gì? Chính khi ta loại trừ người anh em chị em của mình, là ta loại trừ chính mình, vì ta bị cô lập. Ta không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, ta không còn là tiếp xúc với nguồn sự sống nữa. Nghĩa là ta chết. Ta loại trừ người khác là ta chết. Con đường sai lầm của Ca-in là con đường gì? Là con đường của những kẻ để cho mình bị xỏ mũi bởi lòng ghen tị, bởi lòng cạnh tranh, bởi sự loại trừ người khác. Ca-in loại trừ anh em mình, người em của mình, một cách thể chất, tức là giết. Còn chúng ta loại trừ anh em chị em mình nhiều cách lắm. Bằng lời nói, thường nhất là lời nói, mà chính là những lời nói không được ý thức. Những lời nói nó nằm ở trong cái bụng, tới một lúc mà nó phọt ra miệng một cách vô ý thức. Mà cái bụng nó nghĩ ở trong cái góc khuất nào đó của cuộc đời. Những lúc đó chúng ta không ý thức. Chúng ta giết người anh em chị em của mình bằng cách loại trừ. Không bao giờ thèm nhìn tới cái bản mặt nó suốt cả ngày. Đó là một cách loại trừ rất là độc chiêu, hoặc là quên lãng. Có khi cả những sự im lặng giết người nữa, không phải chỉ lời nói, mà im lặng cũng là một thứ ngôn ngữ giết người. Kính thưa anh chị em, bài học của Ca-in Abel là bài học của ta. Kết luận một điều: cái chết của người anh em mà tôi loại trừ ấy, nó cũng là cái chết của tôi. Không có anh thì không thể có em được. Không có em cũng không thể có anh được. Đó là cái chân lý muôn thuở. Thiên Chúa muốn ta ý thức. Thiên Chúa muốn chúng ta sống, chấp nhận giới hạn khác biệt, để vượt lên trên hiệp nhất, để thể hiện hình ảnh hòa ảnh của Thiên Chúa. Sáng thế chương 1, sáng thế chương 2, được bổ túc bằng sáng thế chương 3, chương 4. Còn chương 5 dễ rồi, nó là cái gia phả của các gia tộc mà tác giả muốn cho chúng ta biết. Các anh chị em đọc cái gia phả chương 5 đó, có nhận xét gì không? Số tuổi nó sao? Nó giảm dần. Nghĩa là sao? Ý đồ của tác giả muốn nói gì? Sâu xa ngã thì đấy, hậu quả của nó đấy là sự chết. Chúng ta kết thúc ở đây. Mến chào các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe, like, chuông và share kênh YouTube Người Phục Vụ để có những bài hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.